Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trình đã có buổi tiếp Tổng lĩnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng, Yakabe Yoshinori đến chào xã giao nhân dịp nhận công tác tại Đà Nẵng. Ông Yakabe Yoshinori đánh giá cao vị trí trung tâm của thành phố Đà Nẵng trong địa chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế. Với vị trí đầu tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, từ Đà Nẵng đi xa các nước khu vực Đông Nam Á rất thuận lợi đây là cơ sở mà các doanh nghiệp nhật bản mong muốn được đầu tư tại thành phố ông jakabe yoshinori cho biết ông có hai năm làm lãnh sự tại đà nẵng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền thành phố nay trên cương vị mới ông jakabe yoshinori mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối phát triển quan hệ ngoại giao hợp tác giữa nhật bản với đà nẵng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, chính quyền thành phố thông qua Sở Ngoại vụ sẽ luôn đồng hành hỗ trợ tổng lãnh sự và cá nhân của ông Yakabe Yoshinori. Trong tháng 7 năm 2022, nếu điều kiện thuận lợi, Đà Nẵng sẽ tổ chức kỳ hội văn hóa Việt Nhật lần thứ hai. Chủ tịch Lê Trung Chinh mong cải tổng lãnh sự kết nối, mời gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Nhật đang sinh sống làm việc tại Việt Nam tích cực tham gia đến cơ hội giao lưu văn hóa thêm sôi nổi ý nghĩa về những kiến nghị của các doanh nghiệp nhật bản tại đà nẵng chủ tịch thành phố yêu cầu tổng lãnh sự tổng hợp và sớm có văn bản để thành phố có cơ hướng hỗ trợ kịp thời